Vâng em, xin kính chào tất cả anh em ạ. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với FC Cù Phèo anh em nhé. Và để ôn lại kỷ niệm võ lâm truyền kỳ thì hôm nay mình sẽ làm tái hiện lại một cái clip, đó là cơ đồ, một trong những cái thủ thuật của võ lâm truyền kỳ ngày xưa, một trong những cái môn nẻo đường tà của võ lâm anh em nhé. Hy vọng sẽ được những sự ủng hộ của anh em bằng những cái tim và những cái like ạ. Trước kia thì chúng ta hay cưa thủ chủ yếu là ở bên Lâm An, hay cưa bên Lâm An nhiều anh em. Còn đây là mình làm ở bên Tương Dương. Và sử dụng vào cái, anh em nhớ cái ngày xưa cái auto đấy ạ, nó cứ hay bị nhặt ở trong thành và bắt đầu thả máu hoặc bình giải độc để dẫn người ta đi ra ngoài và sau đó cưa. Mình cưa được một lúc rồi anh em ạ. Mình mới làm con đường môn này, cưa một lúc đồ của con cái bang này, thì chúng ta thấy là độ bền của đai còn 4, độ bền của cái bao tay còn 3. Cái bao tay và cái bao tay và cái đai là nhanh hư nhất anh em. Hai thằng này nhanh hư nhất. Chúng ta chờ một xíu và đợi chờ những cái cục sắt trong giường anh em nhé. Chúng ta sẽ để cái giường ở đây luôn. Và có lẽ cái bao tay sẽ hư trước anh em ạ. Sẽ có một con Nga Mi đứng búp liên tục anh em nhé. Và cho một con đường môn đứng cửa, Nga Mi sẽ búp liên tục. Không biết là trước kia các cụ nào đã có bị rơi vào trường hợp này chưa anh em ạ? Một là các cụ đi cưa, hai là các cụ cưa của người ta, đã có cụ nào đi cưa của người ta chưa? Và có cụ nào bị cưa không ạ? Có lẽ đây sẽ là những kỷ niệm rất là vui anh em. Cũng có buồn và cũng có vui. Và chúng ta thấy cái đai chỉ còn độ bền còn có 2 thôi anh em ạ. Đai cấp 7 độ bền còn 2 thôi. Cái bao tay cấp 9 và độ bền cũng còn 2 thôi. Chúng ta thấy cưa khá là lẹ. Nếu mà từ đầu đến cuối thì cũng mất khá một tí. Mà mình làm clip ngắn thôi anh em, nên là mình sẽ làm lẹ, quay ở cái khúc cuối thôi anh em ạ. Độ bền mỗi thứ còn 2 thôi. Anh em nào có kỷ niệm nào về cái môn cơ đồ này thì hãy để comment bên dưới để chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa anh em nhé. Có lẽ anh em vẫn còn nhớ đến những cái auto xưa anh em nhỉ. Những auto xưa đó là Tình Là Gì, auto Vu Lan, đó là những cái auto cổ của võ lâm. Và hiện giờ thì cũng ít người mà xài rồi. Vâng, cái bao tay độ bền chỉ còn 1 nữa thôi anh em ơi. Có lẽ chuẩn bị đón những mẻ đầu tiên của đống sắt vụn rồi. Chuẩn bị sẽ có một sắt vụn trong giường. Nếu mà cưa trước kia là anh em muốn cưa là phải cho nhặt đồ anh em nhé. Nhặt đồ cho full cái hành trang này đi, thì cái cục sắt này nó sẽ rớt ra ngoài. Và chiến lợi phẩm đó là chiến lợi phẩm của chúng ta. Còn bây giờ thì mình chỉ làm tái hiện lại lấy cái cục sắt trong giường lại thôi. Còn nếu mà full giường thì nó sẽ là một chiến lợi phẩm cho những người đi cưa. Vâng, như vậy là chúng ta có chiến lợi phẩm đầu tiên rồi anh em ạ. Đó là Long Lân Hậu Huyền. Nếu mà đầy dương nó sẽ rớt ra ngoài anh em nhé. Và giờ là còn cái bao tay, cái đai lưng nữa anh em ơi. Đai lưng còn 1 thôi anh em ơi. Có lẽ clip dừng ở đây thôi anh em ạ. Nếu mà nó hư nữa là mình phải đi phục chế lại. Ôi thôi xong. Không kịp rồi anh em ạ. Thế là mình sẽ phải đi phục chế lại cả hai món này rồi anh em ơi. Vâng, như vậy là mình vừa mới làm lại cái clip tái hiện lại cái cảnh cơ đồ trước kia của đường môn anh em nhé. Bye bye tất cả anh em ạ. Chúc anh em có sức khỏe thật dồi dào, luôn thành công trên con đường đi tiếp trong cuộc đời của mình ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại nha anh em ơi.